11 năm nay là con nghĩ biết đi học 11 năm là lâu như nào không? Chỉ còn 1 năm mà thôi, cố gắng mà đi học con lại về sau đi. Xin việc là cũng dễ, làm công nhân có cái bằng cấp 3 là dễ. Nên đấy chẳng có bạn bè nào chơi chứ. Không chơi giờ mình phải cố gắng qua lại đi rồi. Thì thôi bây giờ mình nghèo giờ mọi người không chơi với mình thì mình cứ lên nghèo học được rồi. Mình đi kiếm tiền. Lấy cho mà ăn thì mai mà đi học cháu ạ, à, đừng có bỏ học nữa. Còn năm cuối nữa là cứ ăn xong là thôi báo để cho bà ăn, cháu ăn cháu cũng được. Thầu Hòa ăn đi, còn mẹ con mày tao không quan tâm. Cái chỉ bảo Thầu Hòa để ăn để mai đi học thương nó học năm cuối rồi bảo nó đi nó học cái để lấy cái bảng, còn mẹ con nhà mày tao không có quan tâm. Cháu ăn ở đây hả? Ừ, trong nhà bà. Nhà bà. Đi đâu hết rồi? Đó. Chó. Mẹ. Cô ạ. Vâng. Con ăn cái chứ mẹ. Ăn cơm. Ăn cơm. Sớm vậy. Giờ này ăn cơm vậy cô. Ăn cơm nhá. Em mời. Con này ở chưa? Xin xin việc chưa? Mai lên bảo mai ở mai lên xin làm cái này không vậy? Thôi đi học đi. Mẹ con Hà đang đưa tiền ra rồi này. Học lấy mặt Hà cho vay 1 triệu này. Đấy cầm đi. Cầm 1 triệu lên bóng. Bà cô mời đi. 100 triệu ăn rồi á. Có cầm 1 triệu lên bóng. Thì quá đâu. Bà tỉnh qua gái đưa cho mẹ vay tiền rồi. Qua gái xuống máy cho mẹ vay 8 triệu này. Bây giờ mẹ đưa tiền cho con lên đấy. Con được cố gắng đi học lên và nộp học. Cũng học đi học cùng mẹ. Không đi cái gì. Đi giờ con đi. Đi đi em. 11 năm nay là con nghĩ biết đi học 11 năm là lâu như nào không? Chỉ còn 1 năm mà thôi, cố gắng mà đi học con lại về sau đi. Xin việc là cũng dễ, làm công nhân có cái bằng cấp 3 là dễ. Nhưng mà tiền có rồi thì con này đấy là anh Khánh mang vài 1 triệu nữa. Ê Hà có đưa 1 triệu đấy, bảo vậy nó bảo đưa cầm cho Hòa học luôn. Đấy. Đấy cháu có ít đưa cho Khánh nhưng mà anh em giúp nhau còn nạn tí mà em đấy. Còn năm cuối thì cố gắng lên tí. Bây giờ sợ lên tiền kia đâu đây? Tiền bà tỉnh cho vay thì bà cho vay 8 triệu. Sao bà lại mẹ lại lấy của bà làm gì vậy? Bây giờ không lấy nhưng bà nghe chị Vinh chị bảo là Hòa nó bỏ học rồi. Nên hôm qua bà xuống bà bảo là cho vay tiền để bà đang bảo Hòa đi học đi. Thì nhà mình đang nợ cho bà bao nhiêu tiền, mấy chục triệu chưa trả hết, mẹ lại lấy thêm khổ. Đấy giờ bà như vậy bà xuống bà cho vay, bà đang bảo mấy nữa chuộc nhà, bà dồn tiền bà cho vay thêm mấy chục triệu nữa để mà chuộc nhà con kìa. Giờ mẹ đang bảo đấy giờ các bà như vậy đi, đừng có phụ lòng tốt của các bà, giờ đi học đi, giờ mẹ với anh làm đi giả nợ. Dạ, chậm lại mà năng cũng được. Đấy, bây giờ thôi thì bà tỉnh bà cho vay tiền rồi thì thôi. Bà ừ, tốt vậy thì cố đi học đi. Còn một năm nữa đấy, cầm đấy. Đấy, bà cho mấy triệu đấy, với đây 1 triệu Hà cho vay này. Học bạn bè này, anh Hà cho vay. Vâng. Nên đấy chẳng có bạn bè nào chơi chứ. Không chơi giờ mình phải cố gắng qua lại đi rồi. Thì thôi bây giờ. Mình nghèo giờ mọi người không chơi với mình thì mình cứ lên học được rồi. Đi kiếm tiền. Cô giáo, cô không khinh thường, cô giáo cô vẫn bảo là con đấy, cô điện xuống cái mẹ cô bảo là bảo cháu Hòa đi học sau lại nghỉ. Mẹ bảo thôi con để mai để mẹ khuyên con cứ lên đi học đi. Còn các bạn, kể các bạn nói nào thì kể các bạn, bây giờ là bố mình không may chơi như vậy, giờ không may sao cơ lỡ bước thì con cứ đi học, cố gắng học giỏi lên. Thế là cô giáo giờ lúc nào cô bảo học bao nhiêu năm mà cô giáo bảo bây giờ nó ngoan ngoãn lắm chị ạ, bỏ em tiếc lắm, giờ là chị khuyên cháu đi học thì con cứ nghe lời mẹ lại đi. Mẹ đã bảo rồi giả nó chậm một năm nữa mẹ giả nó lại, còn đi học chậm nó không được. Đi giờ nhá, tiền có lên rồi. Đi học đi. Bà tỉnh mới cho vay tiền rồi, tiền mang lên giờ nộp, còn tiền mua quần áo, mua cho 1-2 bộ quần áo. Đấy. Ở nhà trường mẹ ấy mua quần áo với tiền sách thì nọ đấy, mẹ mua gần đủ rồi, thiếu 1-2 quyển nữa thôi. Nó mua thêm mà đi học. Thế đi giờ tiền có rồi mà bán cho vay tiền rồi không đi học, bây giờ làm sao? Bây giờ bà đã làm bà khổ sở vất vả, đồng tiền bà xuống bà cho vay để con cho con. Chả ai gửi con rồi bảo đi làm, mẹ với anh cứ ép. Em cái gì em bây giờ này, thời buổi bây giờ em cái bằng nó quan trọng chứ, giờ còn năm cuối thì cố gắng học xong đi, xong làm gì thì làm. Gia đình em có tiền đâu, giờ còn đi vay nợ vậy. Thì em bảo bây giờ phải cố gắng, như bây em bảo biết sao được, còn một năm cuối thì cố gắng tí. Cứ bây giờ dở dang xong rồi bỏ em mà đi làm chắc gì đã được nhiều tiền hay như nào. Đấy, đi làm biết mà cũng biết em bảo biết đi làm rồi, hỏi Khánh xem đi làm rồi đấy. Đấy. Đi làm không được tiền nhưng mà đi học lại mất tiền. Mất tiền nhưng mà được về sau em ở sao? Đi học mất tiền nhưng mà đi học nốt một năm nữa con ạ. Bây giờ mẹ nuôi mình 11 năm rồi, bây giờ bạn bè đang đi học. Bây giờ con đi làm về mai kia con thấy thì nhỡ sang năm mà có tiền mới đi học lại, phải là chậm một năm không đi đây là cố gắng mới đi học. Thôi cứ cân nhắc đi, không thì lúc đấy lại suy nghĩ lại hơi đau đầu đấy em ạ.
Còn năm cuối đấy. Ăn cơm đi. Bây giờ ăn đi thôi, ăn bây giờ mẹ nay mẹ ấy rồi, hết tiền rồi, có mua được cái gì ăn đâu, nên là ăn tạm rau đi. Con ăn cơm đi, xong rồi ăn cơm nữa. Vâng, bà. Vâng, mẹ con cháu ăn. Có rau vậy thì à? Vâng, có em phải tầm hòa ăn làm sao mà có sức mà đi học được. Bà có cái ăn bà lấy cho mà ăn thì là mai mà đi học cháu ạ, à, đừng có bỏ học nữa. Còn năm cuối nữa là cứ ăn xong là... Thôi bà để cho bà ăn, cháu ăn rau cũng được. Tầm hòa ăn đi, còn mẹ con mày tao không quan tâm. Cái chỉ bảo tầm hòa để ăn để mai đi học... Thương nó học năm cuối rồi, bảo nó đi nó học cái để lấy cái bảng, còn mẹ con nhà mày tao không có quan tâm. Đi học đi cháu ạ, à, đừng có nghỉ, bỏ học là không có làm được cái gì, việc gì đâu. Biết có cái bảng đi xin việc nhất là nó dễ xin, mà học nó nhàn, đi giờ đi làm đi phụ hồ nó vất vả lắm cháu ạ. À. Nghe chưa? Thôi cứ ăn đi, ăn đi xong mà đi là mai rồi đi là học đi cháu ạ à, nhá. Đừng có bỏ học đi. Đi làm khổ lắm đấy, vất vả lắm. Đấy, nghe chưa, đi làm, ừ. Là ăn đi mà đi học. Còn mẹ con Thực Khánh bà không quan tâm đâu, bà còn không cho sử dụng đồ của bà ấy. Nên là thôi cháu ăn đi là mai mà đi học nhá. Đừng có bỏ học cháu ạ. Ừ. Ăn đi là mai rồi. Đấy. Đấy, bà nói vậy thôi, cố mèo đẹp ạ. Bà khó tính vậy mà nay bà lại cần mang đi cá, bà cho lại bà lại bảo đi học. Đấy, ai cũng bảo, anh cũng bảo, bà cũng bảo. Đấy. Bây giờ thì ai cũng trong gia đình cũng khuyên em đi học thôi. Giờ còn là do em hết thôi. Không suy nghĩ nữa. Suy nghĩ cái gì đấy, ăn đi. Ăn xong rồi tí nữa đi. Ăn đi, sáng mai ra đi. Đấy. Ăn đi xong rồi mẹ ra mẹ lấy quần áo. Xong rồi lên hỏi cô giáo như nào đấy. Không, cô giáo thì mấy mẹ anh điện rồi. Ừ, đấy. Vẫn lên được, vẫn đi học bình thường, nghỉ 1-2 buổi rồi không sao. Vậy ăn đi mẹ đi ra nhá, mẹ gấp quần áo ăn đi là cà bà cho để ăn đi là bà ăn đây. Mấy ngày à. Không cho mẹ cần rau nọ cho thịt con không biết đâu. Bà mẹ không kể con bán lấy lại hôm nay không biết làm sao mà giỡn rồi kiểu gì mà lấy mang cá cho. Thôi đừng có nói, bà nghe thấy bà đi chửi cho ăn đi. Không gan em ạ, đừng nghĩ linh tinh. Ăn đi mẹ đi ra. Sao lại bà tỉnh bà ấy, cho tiền mẹ lấy làm gì? Đã bảo mẹ không lấy nhưng mà thế lấy bà... thì lấy sẽ khoảng 6-7 triệu đủ thôi, khoảng 6 không triệu lấy nhưng bà ấy đưa cho 8 triệu, bà ấy bảo là đưa cho thằng Hòa đủ tiền học với thì hãy thiếu sách vở với quần áo giày dép mua cho nó, mẹ có lấy đâu nhưng mà chờ lấy đủ tiền đóng học, quần áo thì mặc tạm, quần áo cũ cũng được thì bà nhưng bà cứ lấy... đưa này, bà cứ đưa là mẹ đưa cho con nó mang lên 6 triệu cứ còn đi lên đấy không, lên nhà cậu ở đấy không là hẹn cô giáo bảo nộp tiền đồ. Đây 6 triệu này, ai với anh Hà anh ấy cần cho vay 1 triệu nữa. Trời ơi mà cứ nộp hàng cô giáo bằng nào. Còn nào thiếu thì về bỏ mẹ nghe chưa? Cầm đấy. Cầm đấy đi con. Còn tiền này mẹ cất đi ạ. Để. Cầm đấy. Không mẹ cầm lại sáng mai cái like đi rồi cần mẹ đưa cho bây giờ cất cho một chút. Vậy hai đứa ấy đi ăn đi, mẹ đi ra mẹ gấp quần áo nhá. Gấp quần gấp áo xong là đi học đấy. Đi học mẹ đi ra mẹ ở gấp một là đi học cố gắng học là bá khó tính thế nào mà bá đang mang cán và cho là bá bảo là ăn học mà ở trên đấy đấy biết chưa, nhớ đấy bây giờ mọi người giờ các bá là bá nào cũng muốn cho con đi học biết chưa. Thôi em ăn đi xong rồi tí chuẩn bị đi lên trường thì đấy sáng mai đi học sách vở mua chưa có rồi mẹ đâu lại mua nốt đầu ấy đi học lên học bằng bạn đồng bé ấy. Thằng nào nó chơi là mình nghèo thôi không chơi, chúng nó giàu là chúng cạy nó lên đứa nào cạy thì cạy chúng nó cạy chúng nó anh em giờ mình do mình thôi đi học chúng không chơi đó. Mình thì thôi mình trả chơi nó người này người kia rồi em bảo ai cứ như mình đấy, mình giàu người nghèo cạy nó, mình nghèo mình chơi người nghèo được, nó không chơi mình thì thôi tức thì phải chịu. Bây giờ bố mình không ai như vậy rồi chúng nó không thông cảm thôi, chúng nó còn chửi, chúng nó còn trêu gì giống như vậy thì cạy nó không chơi chúng nó nữa. Ôi. Cô giáo bây giờ vẫn quý em rồi, mấy nay cô giáo đều điện cho mẹ bảo động viên mày đi học đi cái gì nữa. Thì em muốn đợi em ngoài đi nhưng mà kiểu bọn nó nói nó tức thì không học được. Thôi kệ em bỏ qua đi những chuyện đấy đi. Bây giờ đến đấy. Học bằng có cấp mình nữa ra xin việc nó còn dễ. Vấn đề em bảo em bỏ học em đi làm thì lên trên đi phụ hồ à. Xây à? Xây nắng nôi là làm được. Việc cái gì bây giờ em bảo công ty vào có bằng cấp này chỉ có sách giáo khoa taxi thôi đấy. Mà em tuổi em giờ mới ra mới chớm lên làm sao làm được những công việc đấy. Đấy anh vất vả lắm đi em tưởng ấy anh trải qua là anh chẳng biết thì anh nói cho mà hiểu
ai cũng cứ nhủ em đi học thì cái bằng nên dễ. Ừ, ăn đi. Ô, ăn đi. Đấy, ăn xong rồi. Đấy. Em xuống đây ăn đi em. Anh hai anh em vừa ăn. Anh em vừa ăn xong rồi, vừa xuống đây xong. Ăn đi có gì cho nó tắm rửa đi, thiếu quần sách nó anh like đi. Bá tỉnh báo cho tiền đấy, thiếu bộ quần áo là anh like đi. Rồi, sáng mai anh like đi học, được chưa? Ăn đi. Quyết định đi học nhá. Đi học anh em nhá. Cảm ơn nhá.